Hello mọi người, lại là mình đây cho Đen Nèo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Vâng, và lại là một chiếc daily vlog đây. Và video hôm nay sẽ đặc biệt hơn một chút, tại vì sẽ là lần đầu tiên mình bật mí xíu xíu cho mọi người về các khoản thu nhập chi tiêu của mình trong một tháng. Và mọi người hãy thử xem là một cô gái độc thân sống một mình giữa Sài Gòn thì chi tiêu và tích góp như thế nào, thì hãy bắt đầu vào video nhé. Đợt trước có một bạn comment là daily vlog luôn bắt đầu bằng cảnh Châu Giang mở cửa bước vào, thì không, daily vlog hôm nay sẽ bắt đầu bằng một buổi tối. Mình vừa được bạn mình tặng cho một ít thanh long ruột đỏ. Trời ơi, rất là ngon luôn. Nhưng mà thực sự thì mình không có hảo thanh long cho lắm, cho nên mình đã quyết định là mình sẽ chế biến một số món ăn từ thanh long. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt thanh long ra, đó thì dùng máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Tiếp đến thì mình sẽ làm sủi cảo thanh long. Chỉ cần cho bột mì nè, bột bắp nè, trứng, và sau đó đổ một ít thanh long đã xay nhuyễn vào, và các bạn cứ trộn đều cho đến khi nào bột nó khô. Thế mà bột ướt quá thì cứ cho thêm bột thôi, thêm một chút dầu anh hoặc là dầu ô liu để cho nó khỏi bị dính nhé. Rồi bây giờ thì cứ nhồi thôi, đến khi nào nó khô như thế này là được. Và trong lúc chờ bột nghỉ thì mình sẽ chuẩn bị bánh mousse thanh long. Và công thức thì cũng như cũ thôi, có gì bạn hỏi mình liều lượng như thế nào thì nói chung là mình không biết, mình làm đại á mọi người. Còn phần đế thì mọi người biết rồi ha, còn phần còn lại thì mình sẽ dùng sữa hạt. Mình dùng là sữa hạnh nhân, không đường, và sau đó cho thanh long đã xay nhuyễn vào. Nấu cho nó hơi nóng nóng và sau đó bỏ lá gelatin. Rồi khuấy một lát cho nó tan hẳn cái gelatin. Và cũng không cần phải để cho cái hỗn hợp này nó sôi hoàn toàn đâu. Hơi nóng nóng lên là được rồi. Sau đó thì đổ vào cái phần đế bánh như thế này. Trời ơi, cái màu siêu đẹp luôn. Trong lúc đó thì mình đã cán mỏng cái vỏ bánh dim sum. Nhân thì nói chung là trong tủ lạnh có cái gì thì mình xào cái đó. Nói chung là mọi người thích ăn cái gì thì mọi người làm nhân cái đó thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ để vào trong cái hộp nhựa như thế này để tủ lạnh. Và khi nào thích thì lem ra hấp thôi, rất là nhanh gọn. Bây giờ thì đi ngủ nào. Bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê. Đây là cái túi lọc cà phê. Cái này mọi người có thể order ở trên Shopee, hay là có thể ra cửa hàng Family Mart hình như cũng có. Cà phê của mình là cà phê Robusta. Sau đó cho thêm nước nóng vào. Trời ơi, mùi cà phê lan tỏa khắp cả ngôi nhà, cực kỳ thơm luôn. Mình cực kỳ thích cái mùi cà phê ấy. Mình sẽ đổ thêm một lần nước nữa, và sau đó thì sẽ đi đánh răng và rửa mặt. Mỗi ngày nếu bạn uống một liều lượng vừa phải cà phê đen không đường thì rất là tốt đấy nhé. Bây giờ thì bắt đầu skincare buổi sáng. Nói chung là con gái mà dù ở nhà không ra đường thì cũng tranh thủ dịp này để chăm sóc và dưỡng da mặt. Nếu các bạn chưa xem video dưỡng da của mình thì mọi người nhớ xem nhé. À, trước đó thì rửa tay một chút thì. Sáng ra thì mình sẽ đắp mặt nạ của Foreo. Đây là loại mặt nạ dùng cho ban ngày. Rồi cực kỳ tiện luôn, chỉ mất khoảng 2-3 phút là chúng ta đã đắp xong cái mặt nạ, mà nó lại còn cấp ẩm cho da cực kỳ nhanh nữa. Ôi, công nghệ thật là tuyệt vời. Trong lúc đắp mặt nạ thì mình sẽ check một số công việc, kiểm tra lại những cái khoản thanh toán mà mình chuẩn bị thanh toán đầu tháng đây. Có lương một cái là tiền ra đi đầu tiên. Thực ra thì cuộc sống của mình cũng chẳng khác biệt lắm giữa đầu tháng và cuối tháng đâu. Hồi trước thì vả lắm ấy, nhưng mà dạo này thì đỡ nhiều rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng sẽ chia sẻ với mọi người một chút về các khoản chi tiêu của mình. Đầu tiên thì mình sẽ thanh toán các khoản nợ. Nợ đầu tiên là gì? Đó chính là tiền nhà.
và sẽ thanh toán khoảng 4 triệu tiền nhà, sau đó trả góp cho anh Huy tiền điện thoại. Đấy, chiếc điện thoại đang quay iPhone 11 Pro Max. Mọi người nói mình giàu chứ đây là điện thoại mình trả góp rồi mọi người, đến giờ vẫn chưa trả xong đâu. Và sẽ trả anh Huy 4 triệu. Bình thường thì mình sẽ gửi về cho bố mẹ mình thêm một khoản nhỏ nhỏ để mà bố mẹ mình giữ dùng, để sau này gọi là lấy chồng thì có của ấy. Nhưng mà tháng này tại vì hiện đang có dịch cho nên là mình nói bố mẹ mình để mình giữ lại, tại vì tháng sau có vẻ là khá bấp bênh mà cũng không chắc chắn, cho nên là tháng này mình không gửi cho bố mẹ mình. Tiếp đó thì sẽ thanh toán các khoản tiền điện và tiền nước. Và mình thanh toán như thế nào thì rất là nhanh luôn, mình chỉ cần vào app Shopee. Ủa, tại sao lại vào Shopee mua sắm à? Không nhé. Ngoài cái việc là mua sắm, ăn uống ở trên đó thì mình còn thanh toán các khoản tiền điện, tiền nước, tiền mạng ở trên đó luôn. Đây, mọi người chỉ cần bấm vào những cái chỗ như là hóa đơn điện nè, hóa đơn nước nè, hóa đơn internet nè. Bấm vào đó thì sẽ có hướng dẫn và thanh toán thôi. Đây, mình sẽ thanh toán tiền nước ở gia đình nè. Sau khi thanh toán xong, đi một khoản thì tiếp đến là tiền wifi. Và lâu lâu thì mình cũng mua 3G ở trên này luôn, tại vì nó sẽ được giảm giá một chút chút tí. À, và đặc biệt là nếu mà thanh toán ở trên Shopee như thế này thì lâu lâu chúng ta sẽ có những cái mã giảm giá hay là hoàn xu, hoàn tiền lại, cho nên là cũng hay và tiết kiệm được khá khá dành cho những bạn nào mà sống một mình hay là muốn tiết kiệm thì mọi người có thể tranh thủ những cái app mà thanh toán như thế này thì chúng ta sẽ được hồi tiền và tiết kiệm một khoản nữa. Rồi, và sau khi thanh toán tất cả các khoản điện, nước, wifi thì bây giờ thì sẽ vào Now để mua sắm một chút. Tại vì bây giờ Now không chỉ giao đồ ăn đâu mà còn giao cả thịt, cá, đồ sống nữa. Rồi, đi chợ thôi. Và cũng tầm 20 phút là người ta giao đồ đến cho mình rồi, rất là nhanh. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn nha. Rồi, bây giờ thì đem lên, cất tủ lạnh và chuẩn bị bữa sáng thôi. Bữa sáng hôm nay chúng ta sẽ có sữa chua không đường, một chút bơ, chút táo và ngũ cốc ăn sáng. Đây, có nhiều bạn hỏi mình là ngũ cốc ăn sáng của mình là loại gì thì đây ha, mình cũng không biết gọi là nó là hãng gì, nhưng mà nó là ngũ cốc ăn sáng và mix thêm những loại quả rừng ấy, rất là ngon. Những cái quả khô trong này rất rất là ngon luôn, và cái này nó cũng ngon hơn là chúng ta ăn yến mạch bình thường nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ rưới thêm một ít mật ong, tại vì cái sữa chua không đường này nó hơi bị chua. Và trong ăn sáng thì xem phim, lướt web, nói chung là cái khoảng thời gian này rất là thư thái. Sau khi ăn sáng xong thì mình sẽ lên văn phòng để quay một số cái video và quay ù một cái là chạy về, tại vì không được ở lại văn phòng lâu, với lại cũng kiểu đi giãn cách mọi người trong công ty. Và lúc đi làm về thì mình cũng có mua một ít hoa để về cắm trong phòng cho nó xinh tươi và có sinh khí hơn. Rồi, thực đơn bữa trưa của chúng ta sẽ có hạt quinoa. Hạt này của mình mua là mix 3 màu, màu trắng, màu đỏ và màu đen luôn. Nếu mà mọi người muốn ăn thử hạt quinoa ấy, thì nên ăn màu trắng, tại vì nghe nói màu trắng ngon hơn. Nhưng mà mình ăn cái này cũng được lắm, không đến nỗi nào đâu, ngon phết. Đổ hạt quinoa ra ít ít thôi, tại vì cái này nó cũng sẽ nở ra ấy. Sau đó thì mọi người vo sạch như là vo gạo, mình vo khoảng 3-4 lần. Và sau đó để nước theo tỷ lệ là khoảng 1 phần quinoa, 1 phần rưỡi nước. Tại vì mình nấu ít cho nên nấu trong khoảng chưa đến 10 phút là xong rồi. Hôm nay mình sẽ ăn nấm đùi gà chiên trứng, rất là ngon. Đơn giản thôi, vậy là đã xong một bữa trưa. Cái hạt quinoa này lúc đầu mình nghĩ là cũng khó ăn, nhưng mà trời ơi ngon lắm. Nó như kiểu là cơm tấm ấy mọi người, cơm tấm nhưng mà nó hơi cháy cháy cho nên nó hơi bùi bùi sực sực. Nói chung là ăn rất là ngon và rất là nhiều chất dinh dưỡng. Và sau khi xem phim, nằm chơi chơi lướt web thì bây giờ sẽ chuẩn bị bữa tối, ăn tối sớm một chút cho đỡ mập. Trước đó thì mình sẽ uống một ly nước dừa cho nó mát ha. Gần đây mình rất là thích uống nước dừa. Lúc nào trong tủ lạnh cũng phải có một chai nước dừa như thế này.
tối nay thì sẽ ăn dim sum. Trời ơi ngon chưa. Mình không hiểu sao mà khi hóc lên cái dim sum màu đỏ tươi của mình nó lại ra màu vàng như thế này. I don't know why. Nhưng mà ngon, rất ngon, cực kỳ ngon. Lớp vỏ bùi bùi, béo béo, xong rồi bên trong nhân thì nó sực sực, thơm thơm. Nói chung là ngon lắm, ngon cực kỳ luôn. Mọi người nên thử cái công thức này của mình, siêu ngon, siêu ngon. Vậy là vlog một ngày của mình đó là kết thúc. Và với video này thì hy vọng là thú vị, khá là thú vị đối với mọi người với những món ăn mới. Và lần sau mình sẽ giới thiệu thêm những món khác cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và các bạn thấy hay thì đừng quên subscribe cho Joanne nè. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video lần sau.